Nhiều chó nha, các bác thấy con chó đực này. Chó đực nhà em đấy. Lại bắt đầu thay lông. Khôn lắm. Đây là giống chó của bác Hà các bác nhá. Kia là hơi mông cọc kìa. Đây, bác Hà đực đây. Đấy, con này nữa này. Đây là các bé nó có vào bầu sư tử hết, con này bụng thật, con kia cũng bụng này. Đây là chúng ta được đực trắng này, đây là đực đỏ này, đây cũng là đực đỏ này, hai con trắng này là đực nhá, nhưng mà có chuẩn đấy nhá. Người ta cần trả tiền rồi người ta vẫn như bỏ nuôi họ mấy hôm. Đẹp lắm. Nào. Ôi, cọc đẹp chưa? Đây, cọc đẹp chưa? Chó bác Hà nhá, trên kia rất nhiều chó bố mẹ luôn. Đây là hai con đực em mang xuống đây, về trên kia nó cũng hai đực nữa rồi. Đây hai đực là bốn đực, đây nhiều đực quá là nó cắn nhau ấy. Trên trại có hai đực nhá, một đực hai đực đỏ luôn. Đây đực đỏ là ba đực đỏ nha anh em, ba đực đỏ nhá. Con này là con chó non này, con này là mới được qua 8 tháng rồi. Đấy, tiêu ngai của nó rất là đẹp luôn. Còn, một con là một con đen nữa rồi. Chó cái trên đây là có 15 con chó cái nhé. Hiện tại là 15 con đang là cái sinh sản nhé. Còn mấy chó con là mang xuống đây. Yeah, được cái là chỗ này sân nhà em đường đi là ô tô nào nó không đi qua lại. Đấy, ô tô ngoài kia, con này thả chó vô tư luôn, rất rộng. Vâng, anh